Trong chuyến đi Hàn Quốc của gia đình vừa qua, đoàn Di Băng chỉ cho con gái lớn bay hạng thương gia, còn hai con gái nhỏ bay hạng phổ thông. Theo nữ đại gia chia sẻ, hành khách ngồi ghế thương gia đã tốn chi phí đắt đỏ để có sự yên tĩnh, thời gian nghỉ ngơi thoải mái trên máy bay. Trong khi đó, hai con gái còn nhỏ dễ gây ồn ào nên đoàn Di Băng không muốn con mình làm ảnh hưởng đến mọi người. Điều này đã khiến cộng đồng mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, người khen ngợi nữ đại gia vì tinh tế, người lại thẳng thừng chê quan điểm này vì cho rằng khoang nào cũng cần yên tĩnh cả. Trước những tranh cãi gay gắt này, chiều 17 tháng 11, đoàn Di Băng đã đưa ra lời giải thích cho cách làm của mình. Theo đó, cô cho biết vé khoang hạng nhất và khoang thương gia ở nửa đầu máy bay ít chịu ảnh hưởng tiếng ồn động cơ nên không gian rất yên tĩnh và vé cũng rất đắt. Vì vậy, từ tiếp viên hàng không đến các hành khách đều hạn chế tiếng ồn nhất có thể, mà những điều này thì hai con gái nhỏ của cô không thể làm được. Ngoài ra, cô còn nhận xét, mấy người đi trên khoang thương gia người ta cũng khó chịu lắm. Lấy ví dụ cho điều này, Di Băng kể lại chuyện muốn đổi ghế để được ngồi gần con gái, nhưng vị hành khách bên cạnh không chịu, thậm chí còn báo tiếp viên rằng mình đang bị làm phiền. Mình chỉ xin đổi ghế một chút xíu thôi mà người ta đã cảm thấy bị phiền. Mà con nít không cần khóc, chỉ cần ngồi lên ngồi xuống, chạy tới chạy lui thì người ta cũng sẽ thấy phiền. Người ta bỏ một số tiền lớn ra rồi, bị vậy thì có bực mình không? Bực chứ. Về phía khoang thường, nữ đại gia cho biết, vì vị trí ở giữa đến cuối máy bay nên nếu không có tiếng con nít ồn hay khóc thì cũng ồn vì tiếng động cơ. Ngoài ra, đoàn Di Băng còn khẳng định, chuyến bay nào cũng có trẻ con, nếu không có con mình thì cũng luôn có con nhà người khác. Bên cạnh đó, một số vấn đề khác cũng được đoàn Di Băng giải thích. Cụ thể, vợ chồng cô không để hai con ngồi một mình, mà dưới khoang thường cũng có 5 người lớn hộ tống. Băng tự tin khẳng định việc để các con đi khoang thường là không có gì sai và hoàn toàn hợp pháp, hợp luật lệ tại sân bay. Đó là những gì mà đoàn Di Băng đã nhấn mạnh.